Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like và đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án New One Protocol nhận 5 token có ký hiệu là NBKC các bạn. Thì con này được xây dựng trên chủ mạng Binance Smart Chain các bạn. Đây hiện tại cái tem của nó các bạn. Token Emonis, Sprite, tổng cung Gomat, Lotion đó các bạn. Thôi thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả những video mà tôi đang muốn start chatbot các bạn. Rồi, bạn bấm son lên gấp các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên bấm son lên gấp nè. Rồi, mô đáp lại. Tiếp tục bấm son tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi, bấm đáp lại. Tiếp tục follow quyết tăng 5 người bạn của mình các bạn. Rồi trên Twitter các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn like, các bạn chỉ dẫn gì Twitter đang 5 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn Twitter lại. Tiếp tục các bạn vào đây các bạn upload con Simber các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn chỉ bấm login vào thôi các bạn. Email bắt buộc login. Bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào register đăng ký với tài khoản nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản mình login. Trên ngõ gấp nó đây nè, nhận 5 token 70 đô. Còn trên bot nhận có 5 đô. Khi mà login nhấp, các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy này các bạn. Chọn hình của thang khá là đơn giản các bạn. Rồi bấm xác minh các bạn. Rồi bấm vote now nè. Rồi, bạn chụp màn hình giúp mình các bạn. Like nó cái nữa đi. Like cho nó một sao đi các bạn. Rồi bạn chụp màn hình đi các bạn. Rồi, bạn mới đáp lại. Rồi, trong đầu tiên bạn địa chỉ username Telegram bạn đã xong rồi gấp các bạn. Tiếp tục mở đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Thì bạn ngoài từ Twitter mình ra, bạn nhập vào bao gạch cùng nè. Ví dụ hồ sơ như vậy chia sẻ nè bạn. Rồi bạn sẽ check liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại. Rồi bạn gửi đường link profile từ Twitter mình vô đây các bạn. Tiếp tục bạn làm link retweet. Trên link retweet có tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Rồi, các bạn bấm chia sẻ nè các bạn, bấm chia liên kết nè các bạn. Rồi, tiếp tục send you wallet pin thì các bạn gửi lên một địa chỉ các bạn đã. Thì cái mục này các bạn có thể là nó kêu chia sẻ link các bạn tìm thấy token NFC thì các bạn chia sẻ cái video của mình nha các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Thì mình không có đang làm video nên mình sẽ lấy link bot của nó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bi sẽ match trên bet 20 trên chocolate của bạn. Rồi bạn sao chép nè các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Rồi bạn bấm balance đi check số càng mình kiếm được nha các bạn. Rồi con bot nó bị đứng luôn. Rồi bạn bấm balance thì sẽ nhận được 5 token NBKC nè các bạn. Ok, như vậy video mình đến đây đã chia sẻ các bạn tham gia nhận 5 token NBKC nên kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.